Xin chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên gió trên vịnh Bắc Bộ chuyển dần sang hướng đông đông bắc với cường độ chỉ khoảng cấp 4, có lúc cấp 5, tình trạng biển khá ổn định. Riêng khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển ven bờ ở miền Trung, mặc dù gió giảm dần về cường độ nhưng vẫn giữ ở mức cấp 6, giật trên cấp 6 gây biển động. Theo nhận định của các chuyên gia thời tiết, trong đêm nay và ngày mai, khối khí lạnh từ phía Bắc sẽ tăng cường mạnh trở lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vùng vịnh Bắc Bộ, từ đêm nay gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh. Dọc theo các vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, bao gồm cả đảo Phú Quý và Nam Bộ, từ ngày mai 16 tháng 12 sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tình trạng biển hoàn toàn không ủng hộ cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền trong ngày mai và một vài ngày sắp tới. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, bắt đầu từ đêm nay thì gió Đông Bắc trên vùng biển này sẽ hoạt động mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh gây nên những con sóng có thể cao đến 4 mét. Tình trạng biển rất nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động, đặc biệt là những tàu có trọng tài nhỏ. Do vậy, bà con nên hạn chế ra khơi để đảm bảo an toàn. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, từ nửa đêm thì cường độ gió Đông Bắc cũng càng lúc càng mạnh dần. Sang đến ngày mai thì gió sẽ đạt cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Gió mạnh gây sóng cao và biển động, nên đây cũng là vùng biển không an toàn cho các hoạt động hàng hải, cũng như việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ nửa đêm về sáng và sang đến ngày mai, thì gió Đông Bắc trên khu vực này cũng mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngoài ra, ở vùng ven bờ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế, gây khó khăn cho các hoạt động của tàu thuyền. Dọc theo vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, đêm nay gió Đông Bắc duy trì cấp 5, có lúc cấp 6. Sang đến ngày mai, khi một khối khí lạnh từ phía Bắc khuất tán dần xuống khu vực này, thì gió sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đồng thời mưa dông có xu hướng tăng lên, nhất là ở khu vực phía Bắc. Thời tiết có mưa kèm theo gió mạnh và sóng cao sẽ không ủng hộ cho việc đánh bắt của bà con ngư dân trên vùng biển này. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, trong đêm nay và ngày mai trên vùng biển này gió tiếp tục thịnh hành theo hướng Đông Bắc với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6. Từ chiều tối đến đêm mai thì gió sẽ mạnh lên cấp 6, sau đó còn đạt cấp 7, giật cấp 8, biển động và không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Chuyển sang vùng biển phía Tây của Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả đảo Phú Quốc và Thổ Chu. So với khu vực phía Đông thì tình trạng biển trong 24 giờ tới tại đây có phần tốt hơn, gió thịnh hành theo hướng Đông Bắc nhưng cường độ chỉ khoảng cấp 4. Thời tiết cũng ít mưa nên thuận lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con. Dự báo từ chiều tối mai thì gió sẽ mạnh hơn đôi chút. Ngoài ra thì mây đối lưu phát triển nhiều hơn và có thể gây mưa dông nên bà con ngư dân tại khu vực này cần lưu ý. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, trong đêm nay và ngày mai thì gió cũng thổi đều theo hướng Đông Bắc với cường độ cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5 m, trời ít mưa, tầm nhìn thông thoáng nên ủng hộ cho các hoạt động của tàu thuyền trên biển. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, sự tăng cường mạnh trở lại của không khí lạnh là nguyên nhân khiến cho gió Đông Bắc trên vùng biển này hoạt động mạnh hơn. Trong đêm nay và ngày mai thì gió Đông Bắc liên tục thổi mạnh với cường độ là cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10 gây biển động và có những con sóng cao từ 3 cho đến 5 mét. Đây tiếp tục là vùng biển không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Tại khu vực giữa Biển Đông, từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì gió Đông Bắc cũng mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, gây biển động và sóng cao từ 3 cho đến 5 mét, rất nguy hiểm cho tàu thuyền, đặc biệt là các tàu nhỏ. Dự báo trong một vài ngày tới thì tình trạng biển tại đây vẫn chưa được cải thiện, vì vậy bà con không nên đánh bắt xa bờ tại khu vực này. Trên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, trong 24 giờ tới thì gió Đông Bắc sẽ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng cao từ 2 cho đến 3 mét. Bên cạnh đó thì mây đối lưu phát triển, gây ra mưa rào và dông, đặc biệt là ở phần phía Bắc. Do vậy, bà con ngư dân cần lưu ý không cho tàu thuyền di chuyển lên phần phía Bắc của vùng biển này để đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của chúng tôi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.